Hello, fan kỳ thú lại đến rồi đây. Tôi vẫn nói với các ông thế giới động vật nó là một cái gì đấy rất là cực kỳ, phải không nào? Ở những khu vực nước sâu của các đại dương trên thế giới có vô cùng nhiều các loài động vật mang hình thù kỳ lạ. Cuộc sống đa dạng dưới lòng đại dương luôn ẩn chứa những bí ẩn nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Hãy cùng tôi khám phá về những loài vật mang trong mình dáng vẻ dị thường dưới tầng sâu của đại dương nhé. Một, cua nhện Nhật Bản. Cua nhện Nhật Bản sống tại đáy sâu ở vùng biển Thái Bình Dương từ 50 đến 600 mét. Đây là loài cua lớn nhất hiện đang tồn tại trên trái đất, với chiều dài chân lớn nhất trong số các động vật giáp xác, có thể lên đến 3,7 mét tính từ càng này tới càng kia. Chiều dài cơ thể có thể lên đến tới 40cm và trọng lượng có thể nặng 19kg ở cong đực, trong khi con cái có càng ngắn hơn. Năm 2009, một con cua nhện khổng lồ 40 tuổi có kênh không được bắt ở vịnh Suraga, Nhật Bản, có cân nặng 15kg, dài 3m và vẫn chưa ngừng phát triển hết. Ước tính nó có thể dài bằng cả một chiếc ô tô. 2. Cá sói Đại Tây Dương. Cá sói Đại Tây Dương thường sống ở độ sâu 600m tại vùng biển thuộc Cape Cod và Địa Trung Hải. Chúng sử dụng hàm mạnh mẽ của chúng để ăn động vật thân mềm, có vỏ, động vật giáp xác, động vật da gai, và chúng không hề ăn các loài cá khác. Một con cá sói khổng lồ được ghi nhận với chiều dài 150cm và nặng 18kg. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau, từ màu tím, nâu cho đến màu xanh ô liu hoặc lam xám. 3. Cá răng nanh. Cá răng nanh sống ở độ sâu 487,68m với chiều dài thân khoảng 15,24cm. Thế nhưng chúng lại sở hữu phần đầu to, miệng rộng hoắt và những chiếc răng nanh dài sắc nhọn khiến chúng có biệt danh là cá ưu tinh. Cá răng nanh được xem là một nhân vật đáng gờm trong giới sinh vật biển. Loài cá này tỏ ra khá dễ nuôi, chúng ăn bất cứ thứ gì chúng kiếm được và chúng được tìm thấy ở những vùng biển ôn đới hoặc nhiệt đới. Cá nhám mang xếp. Đây là loài cá sống chủ yếu ở vùng biển sâu, phân bố tại các vùng biển của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Loài cá này có một số đặc điểm của loài cá mập nguyên thủy, được coi là hóa thạch sống dưới đáy biển thời kỳ khủng long và được coi là một trong những loài cá nhám tồn tại lâu đời nhất, cách đây 96 triệu năm. Chiều dài của chúng có thể đạt tới 2m, cơ thể màu nâu sẫm giống loài lươn. Chúng là một trong số hiếm loài cá có tới 6 cặp mang giống với loài cá mập thời tiền sử. Khi di chuyển và săn mồi, nó uốn cong cơ thể để di chuyển về phía trước một cách linh hoạt, giống với một con rắn biển khổng lồ. 5. Cá mập ưu tinh. Đây là một loài cá mập biển sâu khoảng 200 mét ở nhiều vùng biển từ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Vịnh Mexico, phổ biến nhất vẫn là ở Nhật Bản. Chúng có thân hình xấu xí với mũi khoằm dài giống mỏ chim, sừng dài hơm mõm giống như một chiếc bay. Chúng là loài cá mập duy nhất có màu hồng. Con đực trưởng thành thường có chiều dài từ 2,4 đến 3,1 mét và con cái là từ 3,1 đến 3,5 mét. Mẫu vật lớn nhất được tìm thấy có chiều dài tới 3,9 mét và nặng 210 kg. Cá vây chân lưng gù. Cá vây chân lưng gù sống ở độ sâu 2.000 mét. Con này có vẻ ngoài cục mịch, kỳ dị, cơ thể tròn trịa như một quả bóng và dài khoảng 12,7cm. Loài này có phần miệng rộng hoắt với hàm răng sắc nhọn mọc tua tủa, khiến chúng có biệt danh là quỷ đen xấu xí. Dọc sống lưng của cá vẫy chân, dài đặc những gai phát sáng để thu hút con mồi. Khi con mồi đến đủ gần, chúng ngay lập tức chộp lấy và nghiền nát bằng bộ hàm to khỏe đầy mãnh lực. 7. Mực quỷ. Mực quỷ sống ở độ sâu 600 đến 900 mét trở xuống. Chúng không có túi mực, thân có hai rìa lớn, mình trơn và nhũn, dễ bị nhầm là sứa. Dù chỉ dài 15cm, không nguy hiểm cho con người, nhưng mực quỷ trông rất dữ dằn, với đôi mắt hình cầu to bằng mắt của một con chó lớn. Các xúc tu phủ đầy gai trông giống như những chiếc răng nhọn, khiến chúng có biệt danh là mực quỷ. Bộ phận phát quang phân bố đều trên toàn bộ cơ thể và có thể bật hoặc tắt tùy theo ý thích của mực quỷ. Con này có thể bơi với tốc độ cực nhanh, một lợi thế của mực quỷ trong quá trình săn bắt mồi là chạy trốn khỏi kẻ thù. Cá rắn Thái Bình Dương. Đây là một loài cá săn mồi sống ở độ sâu từ 200 đến 5.000 mét dưới bề mặt đại dương. Cá rắn Thái Bình Dương có đặc trưng nổi bật là chiếc miệng lớn, răng giống răng nanh dài và tia vây lưng dài bằng nửa chiều dài cơ thể của nó. Chúng chủ yếu ăn động vật giáp xác và cá nhỏ và có chiều dài cơ thể khoảng hơn 30cm. Người ta tin rằng vây lưng đầu tiên của chúng phát sáng để thu hút con mồi. Lươn mắt trắng Moreau. Đây là loài sinh vật sống ở những vùng biển nhiệt đới tại Ấn Độ và Thái Bình Dương.
Những cá thể lươn này sở hữu màu trắng, màu vàng nhạt, màu nâu với những đốm dày đặc khắp cơ thể. Dù vậy, loài lươn này sở hữu một đặc điểm chung là cặp mắt màu trắng, khiến tên loài vật này được đặt theo đó. Những con lươn này có thể dài tới 65cm nhưng phổ biến chỉ đạt 40cm. 10. Cá Argyropedicus gigat sống ở những khu vực nước sâu. Loài cá này sống ở những khu vực con người khó lòng quan sát được. Những con này có khả năng phát triển cơ thể tới 12cm chiều dài. Do sống ở khu vực ít ánh sáng nên thị giác loài cá này rất phát triển, giúp nó nhìn hoàn hảo trong bóng tối. Cá Frogfish. Đây là một loài cá đặc biệt, sống ở các vùng biển Australia cũng như hầu hết các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới, ngoài trừ biển Địa Trung Hải. Chúng thường sống xen giữa các rặng san hô. Loài cá này sở hữu cơ thể sặc sỡ màu sắc, giúp chúng dễ dàng lẩn khuất vào môi trường. Cá sóng thần. Con cá lạ chưa từng được khoa học biết đến vẫn còn sống trên bong một chiếc tàu Nhật Bản sau khi nó bị trận sóng thần hôm 11 tháng 3 năm 2011 cuốn ra ngoài khơi, trôi dạt vào khu vực bờ biển của tiểu bang Washington, Mỹ. Sau nhiều tháng lênh đênh, con tàu mang tới cho giới khoa học món quà bất ngờ khi mà các nhà khoa học phát hiện ra loài cá chưa từng biết đến còn sống trên bong tàu. Cá Bubble Eyes. Bubble Eyes là loài cá vàng nhất được ưa thích bởi đôi mắt nhỏ xíu được đính kèm với hai túi chứa dịch khổng lồ ngay bên dưới. Hiện chưa rõ loài cá này sở hữu hai túi quá khổ trên để làm gì, nhưng rõ ràng chúng khiến việc bơi lượn của loài sinh vật này gặp nhiều khó khăn. Chúng cũng khiến sinh vật này dễ bị hút vào các thiết bị lọc nước khi được nuôi trong bể cá. Cá chim tinh. Có vẻ đây là loài cá duy nhất có thể cạnh tranh với cá mập thảm cho danh hiệu sinh vật xấu xí nhất dưới biển. Loài này là một loài săn mồi, sử dụng gai độc có rãnh khép phi trên vây ngực của nó để đốt con mồi. Như thế vẫn chưa đủ. Chúng còn có các cơ quan điện được chứa trong một chiếc túi đặc biệt sau mắt, cho phép nó đốt con mồi với cường độ lên tới 50V. Loài này dành phần lớn thời gian của mình để vùi mình trong cát, chỉ có đôi mắt lồi lên về phía bề mặt, như thể đang ngắm những vì sao. Do đó, nó được đặt tên là cá chim tinh. Cá mập thảm. Vị trí quán quân thuộc về cá mập thảm. Với thân hình dẹt và nhiều tua trên mặt, cá mập thảm thường nằm bất động trên đáy biển và hòa lẫn vào môi trường xung quanh để rình mồi. Khi con mồi tiềm năng tới gần, nó tấn công với tốc độ nhanh như tia chớp. Do cá mập thảm là kẻ săn mồi thực dụng, chúng sẵn sàng bắt các con mồi và mà chúng gặp, kể cả những đồng loại. Không ít lần các nhà khoa học đã chứng kiến loài háu ăn này nuốt những con vật to lớn hơn như cá mập mèo. Loài này đạt chiều dài đến 1,8m và chúng thường sống trong các rạn san hô ở cả vùng nước ven bờ và ngoài khơi, từ vùng triều đến nơi có độ sâu khoảng 50m. Trên đây mới chỉ là 15 loài đầu tiên thôi, danh sách này vẫn dài lắm, tôi sẽ để dành cho các video sau nhé. Các ông ấn tượng với con nào nhất hãy để lại bình luận ở dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.